Xin chào tất cả mọi người, tôi chị Văn, hôm nay sẽ giới thiệu cho bạn cách tổ để con đây, con chị mình cũng nhìn rất là dễ thôi. Ok, bây giờ thì mình cùng bắt đầu tuần mọi người. Các bạn thấy bây giờ chỗ này chắc là thì mình sẽ tổ phần thân này sẽ là màu xanh biển mọi người. Ok, mình sẽ tổ từ phần bụng này lên nhé. Thế mình sẽ tốt xuống này nhé. Em sợ là tốt tốt xong cái phần đâu nữa không? Ok, thì theo thì mình sẽ tổ màu vàng cho cả cái xương của con nó nha mọi người. Ok. Thì theo thì mình sẽ tổ phần này nha mọi người. Thì theo thì mình sẽ tổ màu đai cho cái phần chân này nha mọi người. Ok. Ok, rồi. Như vậy là mình đã hết tất tôi xong cái con nhân vật này trong video khoảnh nhắc. Nhìn rất là dễ thương luôn. Còn hai xương này rồi. Mình xin phép kết thúc video này tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt mọi người.